này, chuyện chết đấy. Spider này, giờ thấy rất là nhiều luôn. Quay nhiều, ở Rocket nhiều, những cái trái kiểu giải tiền ấy là rất là nhiều luôn. Dung nham này, đặc biệt là có một chén rồng nha. Đấy, chén rồng là trái chắc là khó nhất rồi. Đấy, phân tách nên khó lắm nhiều này. Khói 10 phân tách này, ôi trời quá trời nhiều luôn. Đấy, đường bên này sáng này, 6 đen sáng, hay khánh sáng được nhiều, chấn động được 8 cái. Chấn động cũng là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, chén lửa này, chén này, chén cương này, ôi trời. Nói chung là rất là nhiều trái luôn. Nhưng mà mình sẽ tặng cho bạn nào mà đã like và subscribe vào trên TikTok của mình để link kênh ở trên TikTok nha các bạn. Và đây là nhạc thoải mái luôn. Nhưng mà nhạc thường quả thôi, để lại quà còn lại cho các bạn khác này. Chứ các ông mà over hết thôi, ông tháo biển đấy thôi. Các bạn là sao bạn không mất đấy. Này, đây, thì mình thả này, đúng như nóc nhà. Hôm nay phải đứng trên nóc nhà. Đấy, thả xuống, xem vào điều nha. Mưa này các bạn nhìn mưa trái quỷ này. Nhiều chưa? Đây, nhìn này. Rơi này. Người quá nhiều trái quỷ rồi các bạn. Đây. Cắm quạt lên, hai anh em đi ngủ đi Quân. Hai dậy đi học đi. Nhiều nhá, mình thấy bao uống trái như này. Hiểu chưa? Đấy. Còn đầy ở dưới này. Đây. Quá là trời nhiều luôn các bạn ơi. Đấy. Đấy. Thái ra nha. Đấy. Trái lôi, trái lôi to này. Đấy. Vứt cả tá ở dưới này luôn. Đây rồi. Ok. Đấy. Trong này thì mình được trái xịn nhất là trái rồng thôi. Đây, trái rồng nằm lắc lắc ở đây. Đây. Trái rồng là trái xịn nhất các bạn. Đây, trái rồng là trái cây xịn nhất rồi. Không còn trái nào chỉ được trái rồng thôi. Nên là có lẽ là maximum là trái rồng rồi đấy. Mình nghĩ là hôm nay không thể làm ra được làm phát nữa. À, có lẽ là trong tổng này thì nó sẽ kết thúc tại đây rồi. Tại vì cũng có rất là nhiều trái quỷ như thế này rồi. Cũng khá thành công bởi vì là rất là trái rồng mà. Trái siêu hiếm mà. À, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video đây. Thế các bạn. Quân, tắt đi, bật quần lên đi ngủ, hai anh em đi ngủ đi. Mẹ thức khuya, hắn ngủ rồi, đó Quân đi ngủ đi. Thức khuya là thức đến mấy giờ? 12 giờ, 1 giờ. Chiều mấy giờ rồi? 110 giờ. 2 tiếng nữa. Bật quạt lên không có nóng. Với lại mũi. Còn nóng nữa cơ. Em chưa có ngủ không? Ngủ làm chi? Ngủ. Chua ơi. Chua. Nó ngủ đi. Mà hắn không trả lời mô.
Mình đã hoàn thành xong cái đường hoa này với mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye. Đi ngủ chưa?